360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hạng B hatchback nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan quý vị và bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Yaris phiên bản 1.5 sản xuất tại Thái Lan ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký cuối năm 2011, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và biển số thì rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đây tôi cho quý vị và các bạn xem này, biển số là biển rất là đẹp, biển kép và lại còn song lộc. Đấy, biển kép song lộc luôn quý vị nhé. 45666 đấy ạ, đấy 29A 2011 quý bạn ạ. Đăng ký là cuối năm 2011. Rất là đẹp luôn, phiên bản hatchback nhập khẩu chính hãng. Màu đỏ cờ luôn quý bạn nhé, rất là đẹp. Option thì xe đã được trang bị là nội thất da la răng đúc điều hòa tự động. Đấy, gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Chiếc xe lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Nội thất thì rất là đẹp và ngoại thất thì cũng rất là mới. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần, trước tiên là xem về cái phần ngoại thất, tức là phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Màu đỏ cờ và nước sơn nguyên bản theo xe cũng còn rất là nhiều. Đấy, nhìn một vòng quanh xe là chiếc xe này là chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn. Thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản đấy ạ. Nền nước sơn còn rất là căng, rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là rất là đẹp, rất là mới đây quý bạn này. Đấy, dàn lốp thì là hai lốp sau là còn nguyên bản, còn lốp trước thì đã thay rồi quý bạn nhé. Lốp trước chủ xe vừa mới thay này. Đấy, chủ xe vừa mới thay lốp Michelin. Lốp trước này là chủ xe thay từ năm 2020. Đấy, dàn lốp thì là đã thay đôi lốp trước rồi, lốp sau nguyên bản theo xe. Và đây là nhìn về cái phần ba đờ sốc trước thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ. Cụm đèn cũng nguyên bản theo xe và còn rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả nhá. Đèn thì chưa có xước sát, vẫn còn rất là mới. Đây là cái dàn lốp trước đây quý bạn này. Cái lốp trước là chủ xe cũng đã thay lên lốp Michelin, thay từ năm 2020 quý bạn nhé, còn rất là dày. Thay từ năm 2020 tính ra là đã lăn bánh được 2 năm rồi mà còn dày, còn mới như này đấy ạ. Chứng tỏ là chiếc xe này chạy rất ít. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái phân khúc xe hatchback phần lớn là dành cho chị em phụ nữ chạy đường phố, cho nên là chạy rất ít quý bạn ạ. Từ 2011 tính ra là 11 năm rồi mà mới lăn bánh được hơn 8 vạn km thôi. VVTi các bạn nhé, động cơ đây là cái động cơ, ký hiệu động cơ của Toyota là VVTi này. Gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương. À, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Nhìn về cái phần ba đầu sốc sau thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị camera lùi. Đấy, camera lùi này là chủ xe lắp thêm rồi, lắp thêm cả màn hình Android chứ nguyên bản là nó chưa có đâu ạ. Nguyên bản Toyota Yaris hatchback đấy ạ. Và đây là cái cụm đèn sau quý bạn nhé, cũng chưa bị có đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là nó còn rất là đẹp, rất là mới, chưa có bị va chạm gì cả. Cả đèn, cả cặp đèn sau này đều rất là đẹp quý vị bạn ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu nhé. Xe cũng đã được trang bị cả đèn phanh trên cao. Đấy, gạt mưa sau la răng đúc rất là đẹp rồi. Về phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Trước tiên tôi vẫn mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem trước nào. Đây là cái phần keo chỉ đây. Keo chỉ của cánh cửa còn nguyên bản luôn quý bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp, rất là mới này. Ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên bản này.
Đấy, ốc bản lề cánh cửa nguyên bản. Đây là cụm điều chỉnh gương chiếu hậu này, gương chiếu hậu là gập điện đấy. Đấy, vô lăng cần số rất là mới này, ghế da này, trải sàn da, chủ xe cũng đã trải sàn da và dán phim cách nhiệt vi cun rất là xịn sò. Đấy, và đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý bạn nhá, tem của nhà sản xuất đấy, Toyota này. Dung tích chiếc xe này động cơ là 1.5 lít ạ. Đấy, và xe được sản xuất năm 2011. Đây, 2011 đây, nhập khẩu bởi công ty Toyota Việt Nam. Đấy, 2011 sản xuất tại Thái Lan này. Toyota Thái Lan, sản xuất tại Thái Lan luôn quý bạn nhá. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu. Rất là đẹp, rất là mới quý vị nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem. Cũng giống như vậy này, keo chỉ là còn nguyên bản, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả quý bạn nhé. Ốc bản lề này còn nguyên luôn. Đấy, táp bi thì rất là đẹp này, lên xuống kính này. Đấy, nội thất phía sau cũng rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option cũng như là về cái phần nội thất phía bên trong của chiếc xe này. Đấy, đầu tiên bước vào thì tôi cứ nổ máy lên cho quý vị và bạn xem về cái đồng hồ công tơ mét đó này. Đấy, cho nhỏ điều hòa xuống một chút và gió một chút. Đây, đồng hồ công tơ mét đây thưa với quý vị và các bạn. Chiếc xe lăn bánh được 8 vạn 2 km rồi quý vị bạn nhé, 8 vạn 2. Và chiếc xe này thì quý vị bạn thấy đấy ạ, chủ xe đã độ lên cái màn hình Android này, giải trí thông tin đa phương tiện rất là tiện ích quý bạn nhé. Đây, rất là nhiều các ứng dụng này, có cả cảnh báo xuất lốp này. Đấy, rất là nhiều các ứng dụng ở trên cái màn hình Android này. Cái vô lăng này là vô lăng bọc da quý bạn nhé, vô lăng bọc da này, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng từ táp lô táp bi đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, nhìn vào đây thì quý vị bạn thấy được là chủ xe đã độ thêm về cái phần màn hình Android và cái hệ thống âm thanh, thì chủ xe cũng đã độ thêm một chút ít về hệ thống âm thanh, thêm cả loa tép ở trên này quý bạn này, loa check đấy, loa check ở trên áp lô. Đấy, rất là đẹp. Và nhìn về cái phần trần thì quý bạn thấy đấy, những chiếc xe này thì gần như là chị em phụ nữ đi là chính, cho nên là cũng rất là giữ gìn, nó còn rất là sạch như quý bạn này. Rất là mới luôn, từ những cái phần nỉ trần cho đến những cái phần nhựa đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Từ vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Chưa có bị xước sát mài mòn gì nhiều đâu, bởi sử dụng chiếc xe này là tính ra được 10 năm sử dụng rồi, nhưng mà chiếc xe mới lăn bánh được có 8 vạn 2 km thôi, tính ra rất là ít ạ, chỉ bằng một chiếc xe taxi chạy 1 năm thôi quý bạn ạ. Một chiếc xe taxi chạy 1 năm cũng có thể đạt tới cái đồng hồ công tơ mét là hơn 8 vạn này rồi. Sau đây thì tôi tiếp tục tắt cái động cơ đi, tôi lại ra ngoài giới thiệu tiếp cho quý vị và các bạn về những cái phần tiếp theo và những cái phần còn lại của chiếc xe. Từ những cái phần trần này rất là sạch, rất là đẹp này. Và cái hàng ghế sau, hàng ghế sau thì còn rất là mới quý bạn ạ. Đấy, đây là cái hàng ghế sau đây quý bạn nhé, còn rất là mới này. Đây là cái phần cốp sau thì tôi sẽ mở cho quý vị và các bạn xem về cái phần cốp sau này. Từ ốc cốp sau còn nguyên bản hết này. Đấy, ốc cốp sau nguyên bản hết này, cho đến keo chỉ cốp sau, keo chỉ của cốp sau này cũng còn nguyên hết luôn quý vị các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm vào đâu cả, cho nên là nó còn nguyên bản và còn rất là mới. Đấy, cái phần cốp sau quý bạn xem đấy, những cái phần cốp sau này, ghế này có thể ngả này. Đấy, hàng ghế này chúng ta có thể ngả và có thể để thêm đồ được đấy. Đấy, cái chiếc xe hatchback thì là hay dựng được ghế sau, rất là tiện lợi ạ. Và ở cái phân khúc hatchback này thì nó ngắn hơn những chiếc xe sedan một chút, cho nên là cái cốp sau nó cũng hẹp hơn một chút. Bên dưới là cái lốp xe cua đấy ạ. Đấy, lốp xe cua nguyên bản theo xe còn nguyên và còn rất là mới. Bên dưới này thì chủ xe cũng đã làm dán chống ồn quý bạn nhé. Đây là cái dán chống ồn mà chủ xe đã dán này. Đấy, phía cốp sau này. Đấy, và đây, toàn bộ về những cái phần nhựa ở cốp sau này đều rất là mới, rất là đẹp đây quý bạn này. Không có bị xước sát gì cả, tại vì những chiếc xe này thì gần như là chị em phụ nữ chỉ có đi làm một mình thôi,
cho nên là nó rất là đẹp quý vị các bạn ạ, chưa có bị xước sát hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp. Từ những cái phần nhỉ trần này đều rất là mới này. Đó, hàng ghế ngả thoải mái luôn đấy ạ. Tiếp theo thì tôi mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau bên phụ đang để cái khóa, đang bấm khóa. Thì tôi rút cái khóa này ra để bấm cho quý vị bạn xem nhé. Khóa đang bị khóa, tôi bấm ra đấy. Đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem đấy. Đấy, keo chỉ là còn nguyên bản này. Keo chỉ còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên luôn này. Đấy, còn nguyên và còn rất là đẹp. Nội thất phía sau này thì quý vị bạn thấy đấy ạ. Những chiếc xe này thì gần như là chị em đi làm một mình thôi, cho nên là cái ghế sau này còn gần như là mới này. Đấy. Từ những cái trần cho đến những cái phần da đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Cũng giống như những cánh cửa còn lại là từ những cái phần keo chỉ này. Quý vị và các bạn xem những cái phần keo chỉ là còn nguyên bản này. Đó, những cái phần keo chỉ này là còn nguyên bản hết luôn nhé. Chúng tôi cam kết là keo chỉ nguyên bản này. Không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả này. Ốc bản lề cánh cửa này. Đó, ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên hết này. Chưa có một cái vết tháo. Đó. Tắp bi cánh cửa này. Rất mới luôn. Tắp bi rất mới luôn quý vị bạn nhé. Nội thất da này. Rất đẹp này, đây là cái ốc bản lề cánh cửa này. Cửa sau đấy. Đều rất mới, rất là đẹp. Đẹp từ cái nội thất ghế da này cho đến những cái phần nỉ trần. Đấy, và những cái phần nhựa đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, táp bi này. À, táp lô, đây là táp lô quý vị bạn ạ. Vô lăng cần số này. Cái vô lăng này thì chủ xe đang bọc cho nên là tôi ngại bỏ ra, chứ cái vô lăng này cũng rất là mới đấy. Vô lăng cần số là còn nguyên này. Đấy, màn hình Android đã lắp sẵn rồi, rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Về cái ngoại thất thì rất là đẹp và nội thất thì cũng rất là mới rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và bạn xem về cái phần ốc cabo này. Đấy, ốc cabo nguyên bản, chưa có một cái vết tháo nào luôn quý vị bạn nhé. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên này. Đấy, còn nguyên luôn quý bạn này. Còn nguyên và còn rất là đẹp. Những cái tem này là còn nguyên này. Tem dập nổi, dập chìm này, tô ta chìm này còn nguyên này. Đấy, điều này là chứng tỏ chiếc xe này chưa bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ đầu này. Cho nên là toàn bộ này nó là còn nguyên này. Đây là những cái xước sát để khi khóa cái nắp cốp thôi, chứ còn lại là còn nguyên bản và còn rất là đẹp đấy quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này. Từ những cái phần này, keo chỉ cho đến những cái tem còn nguyên bản hết này. Đấy, ốc cabo còn nguyên luôn đấy ạ. Đấy, bẩn theo thời gian thôi chứ chưa có vết tháo. Đấy, rồi những cái ốc còn nguyên hết luôn quý bạn nhé. Cái này là nó chỉ bị chóc sơn này. Cái này chóc sơn chứ chưa có vết vặn đâu. Đấy, chưa có vết vặn quý bạn nhé. Toàn bộ là còn nguyên bản đấy ạ. Ốc về ốc chân máy này. Chân máy này, mặt máy này là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn ạ. Đấy. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Yaris 2011 này là một cái khối động cơ xăng VVTi 1.5 lít quý bạn ạ, đi kèm với hộp số tự động. Đấy, rất là mới luôn. Chiếc xe này chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đi rồi, cho nên là nhìn vào đây thì quý bạn thấy đẹp, rất là đẹp. 11 năm sử dụng nhưng chỉ với 8,2 vạn thôi, 8,2 vạn. Cho nên là rất là mới, rất là đẹp quý bạn ạ. Và động cơ của Toyota thì quý vị bạn cũng biết rồi đấy ạ. Được ví như những nồi đồng cối đá cho nên là rất là bền bỉ, chạy thoải mái vô tư luôn, không có hỏng hóc gì cả. Và riêng về cái phần động cơ này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, máy móc nguyên bản.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và về phần động cơ của chiếc xe Toyota Yaris 2011 phiên bản 1.5 số tự động ạ. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 339 triệu đồng quý vị các bạn nhé. 339 triệu đồng thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Toyota Yaris nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan này rồi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Yaris nhập khẩu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Yaris 2011 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video trực tiếp ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.